Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Người quan sát của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Hai ứng cử viên cuối cùng của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã chính thức được lựa chọn. Đương kim Tổng thống Donald Trump và Thượng nghị sĩ Joe Biden sẽ chính thức so găng trong trận chung kết giành chiếc ghế Tổng thống Hoa Kỳ vào cuối năm nay. Cuộc đua đã thực sự nóng lên và chương trình Người quan sát ngày hôm nay sẽ dành thời lượng để phân tích về cuộc đua này. Xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời, nhà báo Nguyễn Đăng Phát, Tổng biên tập tạp chí Bạch Dương. Và xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Phạm Phú Phúc, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế. Xin được cảm ơn hai ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Và trước hết thì kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi tổng hợp sau của chúng tôi. Đêm 24 tháng 8 theo giờ Hà Nội, Đảng Cộng Hòa đã chính thức đề cử Tổng thống đương nhiệm Donald Trump làm ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ tham gia tranh cử năm 2020. Phó Tổng thống Mike Pence cũng chính thức được đề cử làm ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Cộng Hòa tham gia tranh cử vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11 tới. Tổng thống Trump đã dễ dàng vượt qua những thách thức trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa tới từ các ứng cử viên khác như cựu thống đốc bang Massachusetts William Webb, các cựu hạ sĩ bang Nam California Mark Sanford và hạ nghị sĩ bang Illinois John Walsh. Các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn Đảng Cộng Hòa ủng hộ Tổng thống Trump bất chấp sự phản đối gay gắt từ các nhà lập pháp và quan chức cũ của đảng này, những người đã xuất hiện tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ hồi tuần trước. Đảng Cộng Hòa cũng nhấn mạnh tới sự thống nhất trong nội bộ đảng trong việc dành sự ủng hộ cho hai ứng cử viên tranh cử là Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence. Ngoài việc xử lý các vấn đề liên quan đến đại dịch COVID-19, Đại hội Quốc gia của Đảng Cộng Hòa cũng tập trung nhiều vào các vấn đề chính sách liên quan đến Trung Quốc, việc hỗ trợ thực thi pháp luật, vấn đề nhập cư bất hợp pháp và tập trung chỉ trích phe Dân Chủ là những người cực đoan cánh tả. Sáng 28 tháng 8 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có bài phát biểu khép lại đêm cuối trong 4 đêm từ 24 đến 27 tháng 8 của Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa. Trong bài phát biểu khoảng 1 giờ đồng hồ, ngoài câu chuyện thời sự trọng tâm là dịch bệnh COVID-19, từ khóa được ông Trump nhắc tới nhiều nhất là Joe Biden. Trong từng luận điểm vấn đề của diễn văn, ông Trump đều trình bày những thành tựu và cả những thách thức đang đối mặt của ông và chính quyền mình. Đã làm được trên thế đối sách, chỉ trích, vạch ra những điều ông cho là sai lầm của đối thủ chính trị và Đảng Dân Chủ ở cùng vấn đề đó. Trong lời kết cho bài diễn văn, không chỉ cam kết làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại, ông Trump còn khẳng định quyết tâm sẽ làm cho Hoa Kỳ an toàn hơn, mạnh mẽ hơn, đáng tự hào hơn. Trước đó vào sáng 19 tháng 8 theo giờ Hà Nội, Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ đã chính thức chọn cựu Phó Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Ông Joe Biden sẽ liên danh với nữ Thượng nghị sĩ Kamala Harris, người sẽ là ứng viên cho vị trí Phó Tổng thống. Đại hội Toàn quốc năm nay của Đảng Dân Chủ diễn ra theo hình thức trực tuyến trong 4 ngày, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 8 tại trung tâm Wisconsin và được kết nối với nhiều thành phố và địa điểm trên toàn xứ cờ hoa. Đây là lần đầu tiên một sự kiện quan trọng trong tiến trình bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ được tổ chức theo hình thức trực tuyến với nhiều hoạt động thay đổi so với các đại hội truyền thống trước đó, nhằm đảm bảo vấn đề sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Hoa Kỳ. Thưa nhà báo Phạm Phú Phúc ạ, Đảng Dân Chủ thì lựa chọn ông Joe Biden làm ứng cử viên Tổng thống và Thượng nghị sĩ Kamala Harris vào ứng cử viên Phó Tổng thống. Còn phía Đảng Cộng Hòa thì lựa chọn Tổng thống đương nhiệm ông Donald Trump và Phó Tổng thống tại vị đó là ông Mike Pence vào hai vị trí này. Ông suy nghĩ ra sao về hai cái sự lựa chọn này? Vâng, đúng là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ bây giờ đã bước vào cái giai đoạn nước rút, hay nói cách khác là vào vòng chung kết rồi. Chúng ta hãy nói về hai cái cặp liên danh trong cái cuộc đấu này. Đầu tiên là cặp liên danh của Đảng Dân Chủ giữa ông Joe Biden và bà Harris. Thì đây, cái cặp này được báo chí Mỹ, được dư luận Mỹ coi là một cái cặp đôi hoàn hảo. Người ta nói hoàn hảo bởi vì hai vị ấy có cái sự, đầu tiên là có cái sự bổ sung cho nhau về tuổi tác. Một cái vị tranh cái ghế tổng thống thì đã quá cao tuổi, 77 tuổi.
Trong khi đó thì bà Harris năm nay mới có 55 tuổi. Thì chỗ này tôi muốn nhấn mạnh cái bà Harris là một người nhập cư. Là phụ nữ thì đương nhiên rồi, là người nhập cư. Thì đúng như ông Biden, ông đã hứa khi ông ấy còn ở vòng ngoài. Mà nếu như tôi được vào vòng trong thì tôi sẽ chọn cái người cùng liên danh với tôi là phụ nữ. Ông đã thực hiện lời hứa. Và cái thứ hai, đấy là người nhập cư. Thì chung như chúng ta biết, nhập cư, người nhập cư ở Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump bị coi là những công dân thứ năm, thứ sáu. Nghĩa là tất cả mọi cái đều khó khăn hơn với họ, cuộc sống khó khăn, thế rồi xã hội đối xử họ khó khăn hơn. Thì bây giờ ông Biden đã chọn một cái nhân vật là người mang hai dòng máu, cụ thể là Ấn Độ và Jamaica. Thế và tôi cũng muốn nhấn mạnh cái vai trò của cái bà Harris trong cái liên danh với ông Biden. Thì đấy, chúng ta hiểu đấy là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Tuy mới 55 tuổi nhưng bà rất có kinh nghiệm chính trường. Vì sao? Vì năm 41 tuổi thì bà đã làm tổng trưởng lý của bang California, một bang lớn ở Mỹ. Thế và đến năm 50 tuổi thì bà đã là thượng nghị sĩ liên bang. Ngoài ra người ta còn nói về bà đấy là một cái con người biết thu phục quần chúng, biết lan tỏa, biết gọi là khơi dậy cái niềm tự hào dân tộc, hay khơi dậy cái niềm tự hào của những người nhập cư, không bị coi là những người yếm thế trong xã hội. Thì người ta hy vọng rằng cái bà Harris sẽ giúp ông Biden rất nhiều trong cái cuộc đua cuối cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trở lại với cái cặp liên danh của Đảng Cộng Hòa giữa ông Donald Trump và ông Pence. Thì đây cũng lại có một cái sự bổ sung rất tuyệt vời khác. Một người thì mạnh mẽ, đó là ông Trump. Còn một người thì rất là hiền lành, điềm đạm, đấy là ông Pence. Thế và nữa, một người thì làm chính trị lõi đời, đấy là ông Pence. Thế còn ông Donald Trump thì mới có gần 4 năm nay tham gia chính trường. Thế và gì? Và đây là một cái cặp mà người ta nói rằng nếu như mà thắng cử thì nước Mỹ sẽ còn tiếp tục đi theo, hay sẽ còn tiếp tục phục vụ những cái mục đích mà hai ông này đặt ra. Thế và chính vì cái, có cái sự tương tác như thế, có cái sự bổ sung lẫn nhau giữa từng cái cặp liên danh thế, dư luận Mỹ và thế giới người ta đang rất trông chờ ở cái cuộc so găng vào ngày 3 tháng 11 tới, và cho rằng đấy là một cái cuộc đấu sẽ rất hay. Vâng, vâng, hai cặp ứng cử viên này thì đều có những cái sự bổ sung rất là hoàn hảo cho nhau. Tuy nhiên lại có một cái điểm khác biệt rất lớn mà người ta nhận thấy ở trong cái cuộc bầu cử 2020 này, đó chính là nội bộ của Đảng Dân Chủ thì đoàn kết và thống nhất hơn nhiều trong cái cuộc vận động tranh cử. Vậy thì thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát, theo ông thì ông nghĩ sao về cái điểm khác biệt này, cũng như là điểm khác biệt này thì tác động ra sao tới cái tiến trình bầu cử? Theo tôi thì đấy là dư luận nhìn thấy ở Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Thực ra đảng nào cũng thế thôi, ở cái đại hội toàn quốc mà để mà chính thức lựa chọn cặp liên danh ứng cử viên đấy thì họ cũng chuẩn bị rất là chu đáo, rất là chỉnh chu, và cái công việc PR cho hình ảnh của đảng đấy, của các ứng cử viên thì họ làm rất tốt. Cho nên dư luận nhìn thấy ở đại hội một sự thống nhất ý chí, một sự thống nhất về lập trường, những cái lời người khen dành cho hai ứng cử viên thì rất cao. Thực ra thì nếu ta nhìn ở đại hội Đảng Cộng Hòa cũng thế thôi, tất nhiên năm nay có đặc điểm mà chúng ta sẽ đề cập là đại hội trực tiếp chỉ một phần thôi, còn một phần là trực tuyến. Thì tới đây thì họ tập trung tranh cử thì đương nhiên dựa trên cương lĩnh chung, và chúng ta cũng thấy là cái đại hội vừa rồi tinh hoa của Đảng Dân Chủ có những vị cựu tổng thống như ông Barack Obama, rồi một số vị khác là đã tham dự, đã phát biểu rất hùng hồn, đã ca ngợi hết lời đối với cặp liên danh ứng cử viên tổng thống thì và phó tổng thống. Thì tôi nghĩ nếu nói về Đảng Cộng Hòa thì cũng vẫn có thể nói được những điều như thế. Tất nhiên dư luận truyền thông hồng đưa nhiều thông tin về việc trong nội bộ Đảng Cộng Hòa có những nhóm nhân vật là đã tuyên bố là không ủng hộ ông Trump, ông Pence, và đã bày tỏ cái sự ủng hộ đối với các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, như cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell là người của Đảng Cộng Hòa nhưng cũng đã tuyên bố là ủng hộ ông Biden, ủng hộ bà Harris. Thì tất cả đang diễn biến, theo tôi mọi cái đánh giá lúc này về sự thống nhất, về sự nhất trí thì cũng là có tính chất tương đối, theo quan điểm của riêng tôi là như thế.
Vâng, và vừa rồi thì nhà báo Nguyễn Đăng Phát cũng cũng có nhắc đến đó là trong cái chiến dịch mà vận động tranh cử lần này thì chỉ có một phần là hình thức trực tiếp thôi, mà còn lại thì được diễn ra theo hình thức là trực tuyến. Đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện hình thức này. Vậy thì thưa nhà báo Phạm Phú Phúc ạ, cái việc mà vận động tranh cử trực tuyến này thì có tác động ra sao tới cái chiến lược tranh cử của các ứng cử viên hay không? Người ta nói Covid-19 đã mở ra một cái kỷ nguyên mới cho những sinh hoạt chính trị, đặc biệt là một cái sự kiện chính trị rất lớn ở Mỹ, được cả nước Mỹ, cả thế giới trông đợi, xem chờ, thì cũng phải dùng trực tuyến. Thì đầu tiên phải nói ngay rằng là chủ yếu là bất lợi, không nhìn thấy nhiều ở cái khía cạnh là mang lại lợi ích gì cho các cái cuộc vận động bầu cử. Bởi vì sao? Bởi vì không gì bằng diễn giả đứng trước hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn cử tri để nói về cái cương lĩnh của mình, nói về cái chủ trương chính sách của mình. Thứ nhất là không thu hút được cái tình cảm của cử tri. Cái thứ hai, nó khó thế này, là không bày tỏ được cái ý của mình, cái chính kiến của mình một cách thẳng thắn nhất và bất ngờ nhất. Thế nên, báo chí Mỹ nó nói rồi, dư luận xã hội Mỹ cũng nói rồi, cái Covid-19 nó làm cho cái cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần này kém đi một cái phần hấp dẫn rất rất nhiều, chứ không phải là ít. Và thế còn kết quả nó, kể cả có thể nó còn ảnh hưởng đến kết quả bầu cử nữa. Giờ chúng ta thấy, ông Donald Trump rất sợ là nếu như bầu cử sẽ gửi thư hay là bằng cái hình thức là gửi thư qua bưu điện, nghĩa là cũng là một hình thức gián tiếp nữa. Thì rõ ràng là Covid-19 không những mang lại cái hậu họa về kinh tế, xã hội, mà rõ ràng chính nền chính trị Mỹ đang bị ảnh hưởng rất lớn từ cái Covid-19 này, mà cụ thể là cái cuộc vận động bầu cử. Vâng, nhà báo Phạm Bình Phúc thì cũng nhắc rất là nhiều từ cái yếu tố đó là dịch Covid-19. Vậy thì thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát, ông có thể phân tích cụ thể hơn về yếu tố này đối với cương lĩnh tranh cử cũng như là chiến lược tranh cử của các ứng cử viên tổng thống, mà đặc biệt ở đây đó là tổng thống đương nhiệm Donald Trump và cựu phó tổng thống Joe Biden. Trong một cái tình hình khủng hoảng thì xử lý khủng hoảng đương nhiên rõ ràng trước hết là trách nhiệm của chính quyền lúc đó ứng phó với cuộc khủng hoảng. Thì ở đây cần phải đề cập nhiều đến vai trò của chính quyền Donald Trump, chính quyền hiện tại ở Mỹ. Thực ra hồi tháng 3 khi mà khởi phát bệnh dịch ở Vũ Hán, Trung Quốc ấy, thì dư luận cũng thấy là nước Mỹ cũng có phần nào đấy chủ quan. Một số cái phát biểu của chính Tổng thống Donald Trump ở lúc ấy là thể hiện một cái sự chủ quan và cũng chưa phải là hoạch định ngay những cái biện pháp ứng phó ngay lập tức. Nhưng mà dần dần diễn biến rất 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 là nhanh và rất là nặng nề, thì nước Mỹ là những ca nhiễm, số ca nhiễm là cực kỳ lớn và số người chết cũng rất cao. Và từ lúc này trở đi thì vấn đề nó mới trở nên nghiêm trọng cái đối với nước Mỹ. Covid đã làm gián đoạn cái quãng đường mà đi tới thành tựu kinh tế của Tổng thống Donald Trump. Thất nghiệp cao, như hiện nay thì khoảng 30 triệu người Mỹ là đang phải hưởng trợ cấp thất nghiệp. Covid đã làm cho những cái mục tiêu của ông Donald Trump khi tranh cử trước đây và trong cái quá trình điều hành lãnh đạo nước Mỹ là cũng là không đạt được mục tiêu. Và không những thế, tình trạng số người thương vong, tử vong cao, số người nhiễm cao và những cái đó đã được Đảng Dân Chủ, và cụ thể bây giờ là hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là xoáy vào. Thì như vậy, ở đây ta thấy là Covid gây bất lợi nhiều cho người đương cầm quyền. Tuy nhiên thì ở Mỹ, theo dư luận Mỹ thì cũng có những bộ phận lớn của cử tri Mỹ cho rằng là chính quyền Trump đã ứng xử tốt với căn bệnh nguy hiểm này, và những cái kết quả về kinh tế của ông trước đại dịch là rất tốt, và chẳng qua dịch nó làm gián đoạn, và nếu dịch được khống chế trở lại trạng thái bình thường thì chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump vẫn có thể là phát huy được tác dụng và kinh tế Mỹ lại phục hồi. Đảng Dân Chủ, hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ chỉ thực ra không xử lý vấn đề này mà chỉ đứng ngoài phê phán, đứng ngoài đánh giá nhận xét, thì họ có cái thuận lợi hơn trong cái vấn đề đánh giá nhận xét. Nhưng mà dư luận ở Mỹ cũng không hẳn, qua nhiều cuộc điều tra cho đến nay thì cũng không hẳn là tin tưởng vào những cái lập luận của phía Đảng Dân Chủ, và cũng không phải hoàn toàn là chỉ trích chính quyền Donald Trump đã xử lý kém đối với vấn đề Covid-19. Và hiện nay thì ở Mỹ
Tổng thống Donald Trump cũng nói nhiều và cũng đang nỗ lực nhiều để có vaccine phòng chống COVID. Đấy cũng là một mục tiêu. Tất nhiên là phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ người Mỹ. Nhưng mà đấy cũng là những cái mục tiêu trong cái chương trình tranh cử của ông lần này. Vâng, với tất cả những cái diễn biến này, những cái yếu tố bất lợi mà dịch bệnh COVID-19 tác động tới cuộc bầu cử Hoa Kỳ, thì theo nhà báo Phạm Phú Phúc ạ, sắp tới đây thì Tổng thống Donald Trump sẽ tập trung vào cái lĩnh vực nào để biến nó thành quân át chủ bài và ghi điểm cho cái chiến dịch tranh cử của mình ạ? Đầu tiên ấy, là ông Donald Trump sẽ phải xử lý rất tốt cái COVID-19. Trong đó có cái việc là sớm tìm ra được cái vaccine, như nhà báo Nguyễn Đăng Phát vừa nói. Thứ hai là ông sẽ sớm khống chế, làm thế nào đấy để nước Mỹ khống chế được nhanh nhất cái COVID-19, để rồi bước ngay vào cái cuộc phục hồi kinh tế. Như ông đã hứa, ông bảo chỉ một năm sau, nếu như COVID dừng lại, chỉ một năm sau nền kinh tế Mỹ sẽ trở lại bình thường. Và những người Mỹ mới hôm qua nhận lương thất nghiệp thì sẽ có công ăn việc làm. Hơn 30 triệu người Mỹ, ông bảo không là vấn đề gì cả, nếu như COVID dừng lại. Cái thứ ba, theo tôi ông Donald Trump sẽ tập trung nêu bật cái việc là quan hệ với Trung Quốc. Cái xử lý quan hệ kinh tế, thương mại và dịch bệnh với Trung Quốc thế nào. Và một cái nữa cũng rất quan trọng khác là cái đối ngoại. Chí ít ông Donald Trump phải có những cải thiện, tôi nghĩ thế. Để cho người Mỹ, người bên ngoài cảm thấy nước Mỹ là thân thiện, là gần gũi, là hợp tác được. Chứ giờ có những bên ngay trong nước Mỹ người ta nói này, cũng là xử lý vấn đề Trung Quốc như thế, nhưng mà ông Biden, người ta tin rằng ông Biden sẽ kéo được nhiều đồng minh để cùng tham gia xử lý hơn là ông Donald Trump. Thì cái chỗ này tôi cho rằng ông Donald Trump sẽ đầu tiên là tập trung vào đó, và đồng thời sẽ có những cái chính sách, những cái điều chỉnh. Ý tôi muốn nói rằng cái đối nội có thể ông ấy đổ lỗi cho khách quan, nhưng cái đối ngoại thì không thể như thế được. Và ông sẽ phải cải thiện cái đối ngoại để phục vụ cái đối nội trước thềm bầu cử. Vâng, đó là những cái gì mà Tổng thống Donald Trump sẽ tập trung vào theo nhà báo Phạm Phú Phúc. Còn theo nhà báo Nguyễn Đăng Phát ạ, theo ông thì ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, đó là ông Joe Biden, ông ấy sẽ tập trung vào những cái lĩnh vực nào để làm cái quân át chủ bài của mình? Biden ấy, thì phủ nhận toàn bộ những thành tựu của chính quyền Donald Trump. Đương nhiên rồi, vì là ông là đối thủ, ông đang muốn đánh bật ông Trump ra khỏi Nhà Trắng. Thì đương nhiên mục tiêu của ông là như thế. Và ông đã gọi những năm ông Donald Trump cầm quyền là thời kỳ đen tối của nước Mỹ. Và ông Biden tuyên bố là phải đưa lại ánh sáng cho nước Mỹ, cải thiện tình hình, và khẩu hiệu tranh cử của ông là xây dựng lại để tốt hơn. Thì thực ra mà nói, chương trình tranh cử của ông Biden mà thể hiện ở Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ vừa rồi, cũng như những cái phát biểu của ông, thì rõ ràng là xoáy vào những cái vấn đề đối nội là chính, chứ ít đề cập đến những vấn đề đối ngoại. Thì tất nhiên thì với một ứng cử viên tổng thống thì đương nhiên rõ ràng là có hai mảng chính sách lớn, tức là đối nội và đối ngoại. Thì tại sao ông Biden ít đề cập đến lĩnh vực đối ngoại? Vì những cái vấn đề đối ngoại mà ông Trump đã xử lý, đã nêu ra mục tiêu và đã xử lý trong thời gian qua này rất gai góc và rất mạnh mẽ, như nhà báo Phạm Phú Phúc đã phân tích. Những hồ sơ đặt ra rất lớn, ví dụ vấn đề với Trung Quốc, vấn đề Triều Tiên, vấn đề Trung Đông, rồi những cái vấn đề mà hội nhập hay là đơn phương, rút ra bao nhiêu thỏa thuận như thế vân vân. Rồi những vấn đề Iran ấy, thì những vấn đề rất lớn, rất khó. Thì theo tôi quan sát thì hiện tại ông Biden cũng như lực lượng của Đảng Dân Chủ thì thực ra mà nói chưa nêu rõ được những cái đường hướng để mà hành động khác với Tổng thống Donald Trump trong những cái hồ sơ ấy, trong những cái vấn đề ấy. Do đó họ ít đề cập, thì cho đến nay chủ yếu hướng vào những cái vấn đề đối nội là chính. Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Thưa quý khán giả và các đồng chí, dù các ứng cử viên có thể hiện như thế nào trong chiến dịch tranh cử của mình, thì việc đáp ứng đúng nhu cầu, mong mỏi, kỳ vọng của người dân xứ sở cờ hoa mới có thể giành ưu thế. Trước khi cùng tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời thì chúng ta hãy cùng theo dõi tổng hợp sau để xem người dân Hoa Kỳ mong muốn gì ở vị tổng thống thứ 47. Còn hơn 2 tháng nữa mới tới ngày bầu cử. Song quá trình bầu cử năm 2020 của Hoa Kỳ đang trong giai đoạn rầm rộ nhất, với nhiều cam kết về một tương lai mới tốt hơn. Tuy nhiên, có một thực tế đang đi ngược lại với tất cả những lời hứa vận động tranh cử.
thậm chí ngay cả trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, Hoa Kỳ đã phải đối mặt với một tình thế khó khăn mang tính chiến lược ngày càng gia tăng. Và cử tri Hoa Kỳ đặt kỳ vọng vào vị Tổng thống sẽ giải quyết được những thách thức này. Thách thức đầu tiên là lợi thế kinh tế. Trong thời gian cuối chiến tranh lạnh, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu, châu Á chiếm hơn 3/4 tổng GDP toàn cầu. Tuy nhiên, ngay cả trước khi dịch COVID-19 bùng phát, con số trên đã giảm xuống dưới 60% và được dự đoán sẽ giảm xuống dưới 50% vào năm 2030. Đại dịch COVID-19 có thể đẩy nhanh các xu hướng này. Nói cách khác, lợi thế kinh tế vượt trội của Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ bị suy giảm. Vị Tổng thống tới đây của Hoa Kỳ sẽ phải hóa giải thách thức to lớn này. Thách thức tiếp theo chính là thách thức an ninh mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt, như cuộc chiến chống khủng bố, vốn chiếm sự quan tâm chiến lược của Hoa Kỳ trong hơn 2 thập kỷ qua, vẫn chưa kết thúc. Hơn nữa, đối với vấn đề cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, Nga hay hồ sơ hạt nhân của Iran và Triều Tiên khá khác nhau, đòi hỏi khả năng giải quyết khác nhau. Thứ ba là những thách thức an ninh phi truyền thống. Cùng lúc với đại dịch COVID-19, tác động của sự thay đổi khí hậu như mực nước biển dâng hay thiên tai thường xuyên xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đến hàng triệu người và làm gia tăng áp lực lên các nước, đặc biệt là các quốc gia phát triển. Đây cũng là nguyên nhân làm suy yếu nguồn lực của mỗi nước cũng như gây ra sự bấp bênh trong việc thực hiện các cam kết giữa các liên minh. Thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát ạ, cho đến nay thì theo các cái cuộc thăm dò dư luận thì sự ủng hộ của cử tri Hoa Kỳ đối với hai ứng cử viên đó là Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden như thế nào? Vào lúc này thì qua một số kết quả thăm dò thì ông Biden đang vượt trước ông Donald Trump khoảng 7-8% gì đấy. Thì tất nhiên là hiện nay ở Mỹ cũng như dư luận trên thế giới có xu hướng không tin vào những cuộc thăm dò về bầu cử ở Mỹ nữa. Cái này nó cũng gắn với đặc điểm bầu cử ở Mỹ. Ở Mỹ thì chúng ta cũng đều biết là không phải là giành được nhiều phiếu của cử tri bình thường trong ngày bầu cử mùng 3 tháng 11 thì sẽ đắc cử tổng thống, mà phải là phiếu của đại cử tri. Cho nên có thể là giành nhiều phiếu của cử tri nhưng mà vẫn không đắc cử tổng thống. Như cách đây 4 năm thì chính ông Donald Trump là thua bà Hillary Clinton khoảng hơn 1 triệu phiếu bầu của cử tri bình thường, nhưng mà lại nắm chắc được những cái đa số của cái đại cử tri. Do đó tranh cử ở Mỹ thực ra cũng xoáy vào một số bang mà có tính chất quyết định cái số phiếu của đại cử tri. Những bang nào mà đang do dự, chưa quyết đoán lựa chọn bên nào mà có số đại cử tri cần thiết thì thực ra cả ứng cử viên cũng tập trung vào đấy. Và nhiều lúc những cuộc thăm dò dư luận không nắm bắt những cái đó, không về mặt công nghệ, về mặt kỹ thuật thực ra cũng không nắm bắt những cái đó, do đó con số đưa ra không chính xác. Rút kinh nghiệm của những cuộc bầu cử trước đây, đặc biệt là cách đây 4 năm khi đưa ông Donald Trump lên cầm quyền hiện nay đấy, thì xu hướng chung là không tin vào thăm dò dư luận, do đó hiện nay cũng là rất khó dự đoán. Và 7-8% thì cũng không phải là một khoảng cách quá xa. Vâng, tới đây thì phía trước là đang có những cuộc tranh luận truyền hình trực tiếp giữa các ứng cử viên. Và phải nói thực là sau những cuộc tranh luận truyền hình ấy, tình hình nó mới rõ ràng thêm. Cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Và thưa nhà báo Phạm Phú Phúc, còn nhớ là trong cuộc bầu cử năm 2016 thì ông Donald Trump đã từng đưa ra cái khẩu hiệu đó là American First, là Hoa Kỳ là trên hết. Vậy thì với bối cảnh như trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, theo ông thì liệu rằng cái khẩu hiệu này có còn phù hợp hay không? Và thực sự thì người dân xứ sở Hoa Kỳ thì mong chờ điều gì vào vị tổng thống mới? Vâng, là người theo dõi rất kỹ, rất sát các cái cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, thì tôi nhận thấy thế này, cái khẩu hiệu nước Mỹ trên hết và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông Donald Trump trong cái cuộc bầu cử 2016 đã đánh đúng tâm lý của cử tri Mỹ. Và có thể nói nó góp cái phần quan trọng vào cái việc đưa ông vào làm ông chủ Nhà Trắng. Tuy nhiên, COVID-19 đã kéo nước Mỹ, kéo ông Donald Trump trở lại cái vạch điểm xuất phát. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra là liệu cái cuộc bầu cử này ông Donald Trump có còn áp dụng, còn đưa ra cái khẩu hiệu hay không? Thì tôi nghĩ hơn lúc nào hết, đây là cái thời điểm cần phải có cái nước Mỹ trở lại, nước Mỹ hùng cường trở lại, vĩ đại trở lại.
rất cần. Bởi vì sao? Nước Mỹ giờ đang ở cái thế rất rất yếu sau cuộc khủng hoảng. Như tôi nói rồi, ba cái cuộc khủng hoảng liền: khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng y tế, của khủng hoảng xã hội, thì rất cần cái đó. Thế còn cái nước Mỹ trên hết, thì trong 3 năm, tôi theo dõi trong 3 năm vừa qua, cái khẩu hiệu nước Mỹ trên hết, nó cũng làm cho nước Mỹ mất đi một số bạn bè, nhất là từ các đồng minh của Mỹ. Đấy là cái rất rõ. Vì ông ấy phấn đấu cho cái nước Mỹ trên hết, nên ông rút nước Mỹ ra khỏi một loạt các cái thỏa thuận quốc tế, một loạt những cam kết quốc tế, kể cả là cam kết tay đôi với lại các đồng minh của mình. Theo tôi nghĩ nó phải có cái sự điều chỉnh. Mà cái này nó liên quan rất nhiều đến cái chính sách đối ngoại của ông Donald Trump nếu như ông thắng cử trong cái nhiệm kỳ tới. Và vậy thì nếu mà để đưa ra một cái dự đoán sớm cho cái tương lai này, thì theo ông chiến thắng sẽ gọi tên ai trong hai ứng cử viên ạ? Mọi cái đoán định đều là khó rồi. Giờ tôi nhớ trong đầu như thế này. Bà Hillary Clinton, như nãy nhà báo Nguyễn Nam Phát vừa nói, tưởng như thắng đến nơi rồi, nhưng chỉ thiếu mấy phiếu đại cử tri thôi, không thành công. Mặc dù phiếu phổ thông bà ấy hơn đối thủ hơn 1 triệu phiếu. Nói thế để thấy rằng cuộc bầu cử, cái cơ chế bầu cử ở Mỹ, như nhà báo Nguyễn Văn Phát nãy vừa phân tích một chút rồi, nó rất phức tạp, rất khó. Thế nên không rất khó có thể đoán định được. Tuy nhiên, một khi câu hỏi đã đặt ra thì phải có trả lời. Thì tôi xin mạnh dạn nói như này. Người thắng cử trong cái cuộc này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào COVID-19. Nếu như COVID-19 mà được chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump xử lý tốt từ nay đến tháng 11, hạn chế được dịch bệnh, giảm bớt được số người tử vong, thế và có được cái vaccine, sớm ra được vaccine, thì cái phần thắng cá nhân tôi nghĩ nghiêng về ông Donald Trump. Còn nếu ngược lại thì đấy lại là lợi thế cho ông Biden. Một lần nữa thì cái yếu tố COVID-19 lại tác động rất lớn tới cuộc bầu cử này, đúng không ạ? Còn về phía nhà báo Nguyễn Đăng Phát thì sao? Quan điểm cá nhân của ông nghiêng về ứng cử viên nào không? Tôi nghĩ rất khó dự đoán. Đây là một cuộc đua mà giữa một người đang ở trong Nhà Trắng và một người ở ngoài Nhà Trắng, nó khác với cách đây 4 năm, tức là cả hai người, ông Donald Trump và bà Hillary Clinton lúc ấy ở ngoài Nhà Trắng và muốn vào Nhà Trắng. Còn hiện nay thì ông Donald Trump đang ở trong, ông Biden đang ở ngoài. Và mỗi vị như thế cũng có những lợi thế nhất định. Sắp tới nó có lệ thuộc vào một loạt vấn đề tranh luận giữa hai ứng cử viên, những vấn đề, những hồ sơ mà người ta tung ra, hai bên tung ra. Có thể có những hồ sơ hiện nay đang kín kẽ, đang là bí mật, nhưng mà có thể được tung ra. Thứ hai nữa là lệ thuộc những vấn đề khách quan, tình hình quốc tế, có cuộc khủng hoảng hay không, có cuộc khủng bố hay không, có những cái vấn đề gì đó hay không, thì nó cũng còn nhiều vấn đề. Do đó theo tôi hiện nay là 50-50 cơ hội dành cho cả hai ứng cử viên. Vẫn là rất là khó đoán định. Rất khó đoán định. Vâng, và rất là hy vọng là thời gian tới đây thì sẽ có dịp được ngồi cùng với hai vị khách mời để cùng một lần nữa nói chuyện về cái cuộc đua rất là gay cấn này. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát và nhà báo Phạm Bửu Phúc đã đến tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý khán giả và các đồng chí, bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ thì dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 tới đây. Còn khoảng gần 2 tháng nữa cho những nỗ lực cuối cùng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Nếu ông Joe Biden giành chiến thắng thì đó sẽ là Tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Còn nếu như tái nhiệm, Tổng thống Donald Trump tiếp tục ghi dấu của một doanh nhân dù không có kinh nghiệm chính trường nhưng vẫn được sự ủng hộ của người dân về những yếu tố bất ngờ, mới mẻ trong cách điều hành chính sách của mình. Cuộc đua có thể thấy là vô cùng gay cấn và lúc này thì cơ hội chia đều cho cả hai bên. Và chúng ta sẽ còn trở lại với nội dung này trong một số chương trình tiếp theo của Người Quan Sát. Bây giờ xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại.